Dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 29 tháng 7 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em tiếp tục về được một số mặt hàng lăng rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì hôm nay vừa có lan vừa có chai dây rừng nha mọi người. Đấy. Rồi thì em đi xin điểm sau có mặt hàng lan có ngày hôm nay. Thứ nhất là lan trúc Phật Bà ở vùng rừng Con Tâm nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là lan kiều giạc hay gọi là thủy tiên giạc nha mọi người. Đấy. Một dãy lan kim điệp hè này. Rồi các phần lan hoàng thảo thập hoa cho hoa rất đẹp nha mọi người. Và quế trắng tháng 8 nha mọi người. Đấy, quế trắng tháng 8 thì nó trông toàn các loại lan ovanke hết nha mọi người. Đấy, lan quá đẹp luôn. Đấy. Quế tháng 8 đang nụ luôn. Đây tháng này cuối tháng 7 rồi, chuẩn bị bước vào mùa của quế tháng 8 nha mọi người. Một loại lan quế cho hoa rất thơm và đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi thì có gì em bán cái đó nha mọi người. Đấy thì hàng về lúc nào em bán lúc đó, có ít bán ít, có nhiều bán nhiều nha mọi người. Rồi thì trên vừa lăng rừng vừa chạy dây rừng nha mọi người. Đấy. Rồi thì trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em nha mọi người. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và để cho người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi, thì cái giá ship này á thì làm với chày cho đơn đi chung á thì ship 30k nha mọi người. Còn riêng mà mọi người mua chày dây không á thì nếu mà mua trên 1 kg như một bì này, hai một kg này. Đấy, một bì một bì này 500g tương ứng với nửa ký á, mà hai bì như thế này 1 ký trở lên á thì em sẽ bao phí cước nha mọi người. Còn dưới 1 ký thì mọi người vui lòng trả cước như bình thường nha mọi người. Đấy. Rồi thì cứ mua 1 ký thì em bao ship. Đấy là 1 200 là đã gồm phí ship rồi nha mọi người. Đấy, em muốn này là 1 ký này. Đấy, hai bì khá là to luôn nha mọi người. Đó như thế này là 200 này, đó là em đã bao phí ship luôn trong này luôn rồi. Đấy, thì đó là áp dụng với phí ship vừa lan rừng ở này kia thì ship 30k nha mọi người. Còn lại là nếu mà mua không chè dây mà 1 ký trở lên thì em sẽ bao cước cho mọi người nha mọi người. Đấy. Rồi. Thì hôm nay em có chè dây rừng. Đấy, cái loại nếu cô chú anh chị mà mua lan thì chưa bao giờ dùng thử sản phẩm chè dây rừng này á thì em sẽ tặng cho mọi người về dùng thử một bì 100g như thế này. Đấy, thì với giá bán thì em bán 20 nhưng mà cô chú anh chị dùng thử thì em sẽ tặng một bì như thế này nha mọi người. Đấy, một bì này rất là nhiều nha mọi người. Cái này thì em chưa ấy này. Đấy, trong này tại vì cái này nó cái cọng của nó rất là nhỏ và chủ yếu là lá nha mọi người. Ở này nó rất là nhẹ ký. Nên một lượng của nó 100g thì cũng rất là nhiều nha mọi người. Nếu mà cọng to thì nó nặng. Đấy, nên một bì như thế này mọi người về dùng rất là nhiều nha mọi người. Đó. Nên mọi người xem cái chất lượng của cái sản phẩm này nha mọi người. Đấy. Rồi, thì một đối với cái việc tặng như vậy, đấy tặng thì em tặng một bì một như thế này, còn bán thì em bán trở lên đấy. Loại 100g, loại 200g thì 40k. Loại 500g thì 100k nha mọi người. Đấy một bì to bự chát như thế này có 100.000 nha. Đấy, người về dùng thoải mái luôn nha mọi người. Đấy, tại vì cái cọng nó nhỏ này nó nhẹ lắm nên nó được nhiều. Đấy. Rồi. cái sản phẩm chè dây rừng này thì nó là chủ trị cái vấn đề là hỗ trợ điều trị dạ dày, đặc biệt là diệt cái con vi khuẩn HB, nhưng mà con vi khuẩn mà gây nguy hiểm cho cái dạ dày đấy. Thì kháng viêm này thì tác dụng kháng viêm này, ăn thần ăn ngon ngủ ngon lắm, và các loại như vậy này nó đặc biệt tốt cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày đại tràng trực tràng như vậy đấy. Thì cái đường ăn uống ấy mọi người nó liên quan đến từ họng đến thì ra ngoài đấy, cái đại tràng trực tràng mà cái cuối cùng rồi đấy. Rồi thì đó là về chè dây rừng nha mọi người. Đấy. Rồi thì em báo nó luôn rồi đấy. Thì mọi người đấy, cứ cho em giới thiệu tí nha mọi người. Này cũng ít lan cũng ít này. Đấy. Rồi thì 20 100g này, 20.000 thì mọi người lấy 5 bì như thế này này, 1 2 này. 3 này. Đó, 5 bì như thế này là 2 4 6 8 có 100.000 nha mọi người. Đấy, có 5 bì này thì có 100.000 cho mấy. Đó mà về dùng thoải mái luôn. Đấy, cái này mọi người có thể tặng
cho chia sẻ cho người thân, tại vì em đóng nó như thế này. Đấy, kiểu nếu mọi người muốn chia sẻ thì mọi người nói em bỏ loại như thế này mọi người. Thì mua một ký em vẫn đóng 10 bì cho mọi người về chia sẻ, và giá vẫn là 200.000 bao cước nha mọi người. Đó, còn mọi người mua thấp hơn thì mọi người trả tiền cước nha. Đó, nên mọi người mua ký thì nó khỏe hơn. Đấy, nhưng mà số lượng thì em còn một ít, còn nhiều đây với lại chừng đây nha mọi người. Đấy, thì đã bước sang ba bao thứ hai rồi. Thì vừa rồi em mới ba mẹ mới gửi hai bì vào thôi. Một bì như thế này thì nó gồm cỡ tầm 10 ký hơn nha mọi người. Đấy, cái này rất là thơm nha mọi người. Đấy, rất là thơm luôn. Này thì ba mẹ đã làm sạch sẽ hết đang rồi, và sấy đánh móc bằng than nha mọi người. Này nó rất là thơm. Đó, ok là mọi người chỉ việc về chế pha trà là uống là được thôi nha mọi người. Đấy, cái này em khuyên là nhà em làm rất là cẩn thận, tại vì nó liên quan đến vấn đề mà chữa bệnh nha mọi người. Nó nên làm cẩn thận lắm nha mọi người. Nó nên là người về không cần phải ấy đâu, để luôn nguyên như thế này luôn. Tráng cái bình trà cho nó nóng này kia sạch sẽ rồi người bỏ vào và đổ nước vào hãm, và khi nó ra trà là uống thôi. Đừng có chắc đổ gì đâu nha mọi người. Này nó không có chắc gì trong này đâu. Đây 100% là chè gia đình tự nhiên nha mọi người. Đấy. Nói chung là nếu mà ai ấy thì mọi người bao test luôn. Đấy, người thích nó lấy sản phẩm đi test thì làm gì làm nha mọi người. Chẳng có cái chắc gì trong này hết á. Đấy. 100% là cái tinh chất của chè dây rừng, cái nó có cái gì cái chất gì trong đó thì nó như thế, nhưng mà của chè dây thì nó đầy đủ hết này đó, không có chất gì nữa hết. Đấy, rồi làm rất là thơm nha mọi người. Đấy, cầm lên nghe thơm lừng luôn nha mọi người. Đấy, thơm mùi đấy, nên cái này chế biến là để cho mọi người dễ uống đó nha mọi người. Đã trà thì nó là cái công đoạn mà dễ uống rồi đấy, chứ còn mấy cái này kia thì chưa có vị, khó uống lắm. Đấy rồi, thì em xong cái chương trình chè dây rừng rồi, thì mọi người theo dõi các mặt hàng lan rừng mà em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè dây rừng trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Tạm thời thì em đang chung cái vấn đề hai cái này thôi, thì hôm nào em mấy này kia em tách riêng ra một cái mảng riêng nha mọi người, ở về chuyên về cái sản phẩm chè dây rừng này. Này em đang đã làm rồi, thì một ngày thì em sẽ ấy nha mọi người, sẽ tách riêng ra. Này. Rồi thì mọi người mua lan kết hợp mua chè thì mọi người có thể nói em nha. Này. Rồi theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha mọi người. Đấy, hôm nay về lan trúc Phật Bà nha mọi người. Đấy, hàng rất là đẹp này. Đấy, hàng rừng chất lượng ISO luôn nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, nhìn là mọi người biết liền. Đấy. Rồi hôm nay có các dề rất đẹp này. Này dề VIP nhất hôm nay nha mọi người. Nguyên dề của nó nè. Lan trúc Phật Bà ở vùng rừng Con Tum nha mọi người. Đó, nguyên dề nguyên miếng này. Đấy, rêu rừng luôn nè. Đấy, cá lá cây của rừng luôn nha mọi người. Đấy, bám vào này. Đấy, cây này trên rừng hay có nhiều này. Đó, nói chung là nhìn sơ qua chuyên nghiệp thì mọi người biết là hàng rừng chất ri luôn nha mọi người. Đấy, cây rất là khỏe luôn. Đấy, này hàng rừng rất là ok nha mọi người. Đấy, không phải mấy cái cây trúc Phật Bà nó ở đâu đâu không đâu nha mọi người. Đấy, này hàng rừng này mọc lên rất là cây rất là cao nha mọi người. Này phải đóng đinh trèo lên mấy chục mét mới lấy được nha mọi người. Cây bự lắm. Đấy. Rồi, quá đẹp luôn nha mọi người. Nguyên về trúc Phật Bà đấy. Đẹp mỹ miều luôn, ba thân tơ. Đấy, quá đẹp, hàng rừng chất lượng ISO nha mọi người. Đấy. Quá đẹp, quá chuẩn luôn nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 1, hình này giá 400.000 cho cái nguyên bản cái nguyên về này, VIP này nha mọi người. Đấy. Quá đẹp. Rồi tiếp theo là hình số 2 này. Hình này hình về 200 cho cái về 4 thân nha mọi người. Đây, nguyên về của nó đây. Thì nó gồm có một thân tơ nè, hai thân tơ nè, ba thân tơ nè. Đó. Đấy, thân tơ nhỏ trong này nha mọi người. Đó. Quá đẹp luôn nha mọi người. Quá hàng quá chất lượng luôn nha mọi người. Quá đẹp không thể chê vào đâu được. Đấy. Rồi, hàng về số 2 về 200 nha mọi người. Đấy, tiếp theo về số 3 này. Về 150 nha mọi người. Đấy, nguyên về của nó này. Đó, rêu rừng nó bám này. Đấy, cây đang phát triển rất là khỏe nha mọi người. Đấy. Đó, thì mọi người cái thay đổi góc nhìn là nó đẹp nha mọi người. Đấy, ngồi tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đó, quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Trúc Phật Bà gọi là trúc Quan Âm nha mọi người. Đấy. Rồi, hình số 3. Đấy, hình 150. Tiếp theo hình số 4, hình này hình 120 đi một về nha mọi người. Đấy, nguyên về của nó luôn nha mọi người. Đấy, dòng này thì nó khá là ưa ẩm nha mọi người, nhưng mà giá thể thoát nước. Hôm nay mọi người nhìn là ngoài tự nhiên nó mọc những nơi có rêu. Đấy. Nhưng mà trên cây thì nó thường là thoát nước tốt chứ nó không có bị đọng nước nha mọi người. Đấy. Nên cái chế độ chăm của mọi người là mọi người nhớ chú ý độ ẩm nhưng mà phải thoát nước nha. Đó, cây rất đẹp về 120.000 nha mọi người. Đấy. Này hơn 20 phân, cây vẫn còn đi ngọn nó khỏe nha mọi người. Lá tre dài rất đẹp này. Đấy. Rồi hình 120, tiếp theo là đến hình số 5, 120 luôn. Rồi đây là cây nguyên về. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Đó. Không thể chê vào được nha mọi người. Đấy, nguyên về của nó này.
hàng chắc chắc lừ luôn nha mọi người, quá đẹp luôn. Đó, hình về của nó. Hình số 5 nha mọi người, đến 120.000. Tiếp theo là đến hình số 6 100.000 cho 2 dê. Đó, đây là dê đầu tiên này. Đó, dê quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Đó, cây nó này. Đó. Rồi tiếp theo là dê số 2 này. Đấy. Đó, 2 dê 100 cho mọi người về sưu tầm nha. Đấy. Rồi hình số 6, tiếp theo là đến hình số 7, 100.000 cho 2 dê luôn. Đấy, đây là dê đầu tiên này. Đó. Quá đẹp nha mọi người. Đó, tiếp theo là dê số 2 này. Đó, 2 dê nha mọi người. Đấy. Hôm qua em cũng có lột trúc cũng rất đẹp. Hôm nay được cũng có nhưng mà ít hơn hôm qua. Đấy, hàng này cũng rất là ít gặp nha mọi người. Đấy, hình số 8, 100.000 2 dê nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dê đầu tiên này, quá đỉnh quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, nguyên dê của nó này. Đó. Mập mạp rất đẹp luôn, nù và lá xếp rất là duyên dáng lắm nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, không thể treo đâu được nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến dê số 2 này. Đó, cây quá đẹp. Đó, 2 dê 100 nha mọi người, hình số 8. Tiếp theo là đến hình số 9 này, đấy 100.000 cho 2 dê luôn. Rồi, đây là dê đầu tiên này. Đó, quá đẹp nha mọi người. Ngoài tự nhiên nó mập như thế. Đấy, rêu rồi này kia này. Đấy. Cây trong rừng này nha mọi người. Đó, quá đẹp. Rồi tiếp theo là đến dê số 2 này. Đó, 2 dê nha mọi người. Đấy, trúc thì nó mọc như thế này thôi. Đó. Rồi, 2 dê trúc bậc 3 nha mọi người, hình số 9 100.000. Tiếp theo là đến hình số 10, 100.000 cho 2 dê luôn. Rồi đây là dê đầu tiên này. Đó, rêu không nha mọi người. Đấy, rêu bám đây. Đó, cây rất đẹp. Rồi tiếp theo dê số 2 này. Đó, quá đẹp luôn nha mọi người. Đó. 2 dê trúc bậc 3. Đấy, hình số 10 nha mọi người, đấy 100.000 cho 2 dê. Tiếp theo hình số 11, 100.000 cho 3 dê nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dê đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là dê số 2 này. Đó, quá đẹp nha mọi người. Đấy, tiếp theo là dê số 3 này. Đấy. Rồi quay giới thiệu mặt hoa cho mọi người xem rồi. Đấy, hoa của trúc bậc 3, hoa 3 màu, có 2 màu có nha mọi người. Đấy, quá đẹp, hình 11, 100.000. Tiếp theo hình 12, 100.000 cho 5 dê nha mọi người. Đó. Ở đây dê đầu tiên này, quá đẹp nha mọi người. Đó, cây nhìn rất là chắc nha mọi người. Tiếp theo dê số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo dê số 3 này. Đó. Rồi dê số 4 này. Đó. Rồi dê số 5 này. Đó. 5 dê trúc bậc 3 nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, hình này là hình 100, hình số 12. Tiếp theo là đến hình 13, 100.000 cho 8 dê nhỏ nha mọi người. Đấy. Còn có này, 1 này. 1 nè, đấy, rồi 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, đó, rồi 8 dê nhỏ nha mọi người, đấy, 8 dê nhỏ quá đẹp luôn, đấy, rồi hình 13, hình 100.000 cho 8 dê nha mọi người, đấy, đó là lan trúc bậc 3, mình đi lấy cái mặt họa của nó đây. Vào đề rồi quay luôn, đấy. Rồi, lan trúc bậc 3 nha mọi người, nãy hoa loại 3 màu này. Thì có loại cánh trắng hồng vàng, có một số cái tím ở trên cánh nha mọi người, nãy có một số cái là cánh trắng hồng vàng thôi. Đấy. Rồi, đó là lan kiểu phát hoa của lúc trúc bậc 3, nãy ra hoa ra nụ như thế nha mọi người. Đấy. Đó, mọi người về trồng chậu hay ghép lũa hay lấy bái cũng được hết nha mọi người, giữ ẩm cho cây là được. Đắp nước. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến một loại lan nữa, đó là lan kiều nha mọi người, kiều dẹt. Đây mặt hoa của kiều dẹt nha mọi người, hoa dạng chùm đấy và hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Mọi người về trồng chậu và trồng ghép sao tạo những cái tác phẩm hoa kiều dẹt rất đẹp nha mọi người. Đấy thì nó như cái dây là nhiều thân tơ thì nó sẽ ra nhiều cái cụm hoa như thế nha mọi người. Đấy, những cái dây to như thế này nó về sau mà mọi người trồng nó ra nhiều hoa nó đẹp hơn nha mọi người. Đấy thì trồng ở vườn ở nhà thì nó sẽ mướt mát hơn. Đấy, đó là lan của kiều dẹt, hoa phát hoa dưới lá nha mọi người. Đó, kiều dẹt rất đẹp. Đấy. Dòng này thì nó cũng ưa ẩm nha mọi người, và giá thể thoát nước cho cây nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 14 nha mọi người, hình lá mít nha mọi người, 350 cho 5 cái thân tơ này. Đấy. Rồi, cây này một cái gì rất là bự nha mọi người. Đấy. Thì cái dòng này là một cái dòng lá mít khá là khủng luôn này. Đấy, mọi người nhìn cái lá cũ của nó này, đó, bự kinh khủng luôn, sâu ăn rồi. Và các cái cây con lá nó đang phun lên nè, đấy, nó phun lên lá to bự chát luôn nha mọi người. Cái này nó chưa nở lá hết ra nha, đấy, nó chưa phân hóa lá hết ra. Chứ cái này là một cái cây kiều lá mít rất là to nha mọi người, đấy. Đó, lá bự nha mọi người, nếu mọi người về trồng cái này kia. Đấy.
Thì cây này gồm có 5 cái thân tơ này, 1 2 3 này, 4 này. Đó, và cái thân đang lên nha mọi người. Đấy. À, nguyên về to như thế này, trồng đứng chậu là được rồi nha mọi người. Đấy, quá đẹp này. Cái con lên thì nó sẽ ra rễ rồi nha mọi người. Đấy. Quá đẹp. Đấy. Giống làm mít nha mọi người. Đấy, làm mít to. Đấy. Quá đẹp rồi nha mọi người. Đấy. Thân to khỏe nên các vòi hoa nó sẽ dài nha mọi người. Đấy. Đó, thì nó ra hoa và để lại những quét hoa trên này như này. Đó. Rồi hình 14 nha mọi người, về 350 la mít nha mọi người. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là điển hình cũng một nguyên về nữa này. Đấy. Nguyên về của nó nha mọi người. Đấy. Hiện nay là nó trên một cái gia đình này kia thì bữa sau nó ra hoa đồng loạt luôn mọi người. Đấy. Này còn có 8 cái thằng có lá nha mọi người. Đấy, em chưa tính cái thằng già. Đấy, nguyên về của nó luôn nha mọi người. Nguyên một tổ luôn này. Đấy. Quá đầy nha mọi người. Lá cũng ok luôn. Đấy, cây con thì đang lên. Đấy. Rồi, nguyên về của nó nha mọi người, em người về xếp lại. Đấy. Hình 15, 350 cho cái về lớn đây nha mọi người, 8 thân. Đấy. Những cái về lớn như này thì nó sẽ ít bữa ra hoa nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Đa nhiều hoa thành cùng một về. Đấy. Đẹp rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình 15 về lớn, 350 nha mọi người, cho cây kiểu dẹp này. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 16 nha mọi người. Đấy, 16 cũng kiểu dạt luôn, về này về 150. Đấy, nguyên về của nó này. Đấy, một cái nguyên về lớn to nha mọi người. Đấy, thằng này thì gồm có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, thằng lớn này. Đấy. Thì ra hoa này mà có trái như thế này nha mọi người. Đấy. Đó, các quét hoa cũ của nó nha mọi người. Đấy, đó là kiểu dạt rừng. Đấy, quá đẹp. Đó, nguyên về 150 nha mọi người, hình 16. Tiếp theo là đến hình 17 nha mọi người. Đấy, hình 17 thì loại 100.000 cho 2 về. Rồi đây là về đầu tiên nha mọi người. Đấy. À, cũng có 1 2 3 3 thân tơ nha mọi người. Này cũng một về lớn nha mọi người. Đấy, nó hơn 20 phân rồi. Đấy, lá cũng đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đó, nguyên về lớn luôn. Đó, này bốn lá này, lá kiểu lá cũng đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là kiều hình kiều số 17 nha mọi người, 100.000 cho 2 về lớn luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 18 nha mọi người. Đấy, 18 100.000 cho 2 về. Rồi đây là gì đầu tiên này. Đó. Còn có 1 2 thằng tơ này và một thằng đang lên nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là về số 2 này. Đấy, về này cũng 1 2 thằng tơ và một thằng đang lên nha mọi người. Đấy. Rồi, hai về kiều 100.000 quá đẹp nha mọi người, hình 18. Tiếp theo là đến hình 19, 100.000 cho 3 về nha mọi người. Rồi đây là về đầu tiên này. Đấy, cũng có 2 thằng tơ này. Rồi tiếp theo về số 2 này, cũng có 1 2 thằng tơ này. Đấy, lá bầu to nha mọi người. Đấy. Tiếp theo về số 3 này, đấy, cũng có 1, 2, 3 thân tơ. Rồi, 3 về kiều dạt, 100.000, quá đẹp nha mọi người. Đấy, đều về luôn, hình 19, 100. Rồi, tiếp theo là đến hình 20, 100.000 cho 7 về. Này, hàng giống, các cái về nhỏ hơn này, 1 nè, 2 nè, rồi 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 này, đó, 7 cái thằng nha mọi người. Đấy. 7 cái gì? Thằng giống như thế này, 100.000 nha mọi người. Hình 20, đó là hình kiều dạt cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người. Đấy, một loại lan kiều cho hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một cái gì lan kim điệp hè nha mọi người, 100.000 trên một gì. Đấy. Hoa của nó là nó có hai dòng, dòng kim điệp xuân và kim điệp hè. Cái này kim điệp nở vào mùa hè. Nó hoa của nó là cánh sáp hơn, cứng cáp hơn nha mọi người. Đấy, dòng kim điệp thì nó ra hoa bày hoa nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Rồi, hình 21, 100.000 cho nguyên về nha mọi người. Đấy, cái dòng kim điệp á nó ra thân non nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì mọi người thấy chứ nó ra hoa ra cây cong chi chít luôn trên thân rồi. Đó. Quá đẹp nha mọi người. Đấy. Đang lên hết. Đó, cây cong đang lên rất là nhiều. Đấy, thì mùa trước thì nó ra hoa. Đấy. Dòng này ra hoa rất sai nhưng mà để các cái vòi hoa dài và nhiều bông. Đấy, ở đây cây con này đẹp nhưng mà chỗ nào nó chưa nứt thì nó sẽ nứt lên thôi. Đấy, này về ốp vào cái giá thể cái cục lũa nào thì quá tuyệt vời luôn rồi nhưng mà đấy. Và nguyên về chỉ có một về duy nhất thôi, 21 100. Rồi tiếp theo là đến hình là hoàng thảo thập hoa nha mọi người. Đấy, một dòng lan cho hoa rất đẹp nha mọi người.
Đấy, hoa của nó này có các dạng hoa, hoa cánh tím này, rồi cánh này đột biến cánh trắng nha mọi người. Hồng điểm như thế này. Đấy, thì cái dòng này do nó một mắt nó nhiều bông này. Đấy, thì khi mọi người trồng đó, thì nó tay một cây nó ra hoa nhiều thì nó sẽ rực rỡ như thế này nha mọi người. Đấy, hoa cái cung hoa của tập hoa nó rất đẹp nha mọi người. Đó là làng hoàng thảo tập hoa. Hình 22 này, 100.000 cho hai dây lớn nha mọi người. Đây là dây đầu tiên này, đấy rất là nhiều thân tơ luôn nha mọi người. Đó là chi chít luôn này. Đây, rồi mọi người thấy hoa nó này. Đó. Hoa thằng này thì cũng một cái dạng hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đây, hoa nó này. À, quá đẹp nha mọi người. Nó hay ghê. À, cái này nó vừa trắng vừa điểm tím nữa. Đấy, một mặt hoa rất là độc đáo nha mọi người. Đấy, nó lên chùm chùm như thế này này. Đó, đây một mắt của nó nhiều bông nha mọi người. Đó, thật hoa quá đẹp luôn này. Đấy. Rồi, à, rất là nhiều thân tơ này, nguyên về này, nó ra đồng đều hết nha mọi người. Đó, hoa quá trời luôn này. Đấy, quá đẹp nha mọi người. Đó, thì này mọi người về lên chậu trồng rất đẹp, cây con đang lên rất là nhiều luôn. Rồi, tiếp theo về số 2 này. Đấy. Thằng này thì ra hoa rồi. À, ra hoa có trái rồi này. Đấy. Thằng này thì nó hơi đỏ đỏ. Này cái này nó nghiêng về màu tím hơn nha mọi người. Đấy. Đó, đỏ tím đó. Đấy. Giờ sắc tốt lên thân. Này thì thằng này nha xanh thân này. Đó, cái thân nó xanh hơn nha mọi người. Đấy, nó ra hoa nghiêng về màu trắng hơn. Đấy. Rồi, một tím một xanh nha mọi người. Giá 100.000 cho hai dề. Quá đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 23. Hình này cũng 100 cho hai dề lớn luôn. Ở đây nguyên dề của nó này. Đó. Rồi, cây con đang lên rất là chi chít luôn nha mọi người. Đó, cây mẹ thì mập mạp này. Đó, cái này thì chưa ra hoa thì mùa tới nó sẽ ra hoa. Mùa vừa đầu nó ra hoa ra những cái thân này này. Đó, ra hoa có trái này. Đó thì nó cái dòng này nó ra liên tục, nó để duy trì cái này, đấy, cái đợt hoa vừa rồi này. Rồi cây chuẩn bị nữa này, rồi bắt đầu cây con đang lên nữa. Đấy, quá nhiều quá đẹp nha mọi người. Quá đẹp luôn. Này mọi người lên chậu thì nó ra chậu thật hoa rất đẹp. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đó, về cũng rất là mập mạp nha mọi người. Đó. Không thể chê vào được nha mọi người. Nó mọc ở trong cái này, này mọi người về ốp vào. Đấy, quá đẹp nha mọi người. Đấy. Hai về thật hoa lớn nha mọi người. Hình này hình 100.000, hình 23. Rồi tiếp theo là đến hình 24, 100.000 cho 10 về nha mọi người. Đấy. Rồi, gồm các về này, 1 nè. Rồi tiếp theo về số 2 này, này về bự nha mọi người. Đấy, cây rất là khỏe này. Mọi người lên chậu nhìn nó đẹp nha mọi người. Rồi về số 2 này. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy, này nguyên về thân tím nha mọi người. Thân tím này. 3 này. 4 này. Này thì thân xanh này. Đấy. 4 này. Đấy, thân tím thì ra hoa màu tím này. Đó. Đó, về này nữa. Đó. Rồi, nguyên về này. Đó. Hoa như thế nha mọi người. Đấy. Đó. Thì mọi người về ghép cái lại, cái này thì nó hơi về nó ấy ra nhưng mà nó rất đẹp rồi. Đấy. Thì, hoa nó nở cũng ok nha mọi người. Hoa thì hoa đẹp. Đấy. Đó, còn có 10 về như thế nha mọi người. Đấy, ra này. Đó. Rồi, hình 24 100.000 cho 10 về nha mọi người, thập hoa. Rồi tiếp theo là đến nhá. Hương vani nha mọi người. Đấy, hương vani 100.000 trong phần. Dòng này hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy, hương vani. Thì nó giống như thập hoa nha mọi người. Đấy, nó giống như thập hoa. Em đã thiếu mất cái mặt bông của hương vani rồi. Người đợi em chút nha, em lấy cái mặt hoa của hương vani. Đây, mặt hoa của hương vani đây. Đấy, hoa hương vani nó giống như thập hoa nhưng mà nó thơm hơn. Đấy. Quá đẹp nha mọi người. Đó, hương vani. Rồi, nó nhiều nha mọi người. Đấy, nguyên về này. Đó. Nguyên về rất đẹp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo về số 2 này. Đó. Rồi, tiếp theo về số 3 này. Về số 4 này. Đấy, các thân tơ này sẽ hoa nha mọi người. Về số 5 này. Về số 6 này. Đấy. Mọi người thấy hoa của nó mọc nó rất là sai cho mọi người. Đó, mọc con hoa như thế này thì nó lên rất là nhiều nha mọi người. Đấy. Đó, nguyên về nó này, cây nó là dài nhuận này. Đấy, này thì những cái thân hoa chưa nở nha mọi người. Đấy, hôm nào mọi người về trồng nó sẽ nở hoa rất đẹp nha mọi người.
ở hương vani và bán mọi người sẽ tầm 100.000 đấy, hình 25 đấy, hương vani như này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đó là lan quế trắng tháng 8 nha mọi người. Đấy thì hôm nay cuối tháng 7 rồi thì chuẩn bị bước vào mùa của quế trắng tháng 8 nở nha mọi người. Đấy dòng quế trắng cho hoa rất đẹp nha mọi người, hoa màu trắng sữa đấy, rất đẹp luôn đấy. Dòng Vanda để gió cho hoa thòng súng như thế này nha mọi người. Đấy thì mọi người về trồng tiếp đó. Quá đẹp luôn nha mọi người. Đó là lan quế trắng tháng 8 nha mọi người. Đấy. Rồi hôm nay em có cái dề lớn này. Cái dề này thì cái đang nụ nha mọi người. Đây này. Đó, nụ của nó này. Rồi thì nói chung là bà con cố gắng khai thác này kia thì nó thấy là mà một số cái nụ nào mà giữ không được thì mọi người có thể trồng hôm sau, hôm năm sau chơi nha mọi người. Thế này như này thì nó bị ấy rồi này. Đó. Rồi, đây là một cái cây nguyên dề của nó nha mọi người. Đó. Thì nó gồm có một ngọn lớn này, hai ngọn lớn này. Rồi và có các ngọn nhỏ hơn này. Đấy. Này đây, mọi người thấy không, lên nó sẽ nứt những mầm ngọn mới này, rất là đẹp nha mọi người. Đó, mận mận lên liền nha mọi người. Đấy, cái dòng quế trắng rất đẹp. Ở trong rừng thì nó như thế này, chứ còn về nó nứt vườn này kia nó đẹp lắm. Đó. Rồi cây nguyên dề luôn nha mọi người. Đấy, mọi người có thể về trồng chậu hoặc ghép lũa ghép trụ cũng được nha mọi người. Đấy. Mình về thì phía sau nó lên này kia thì nó đồng tính chất nó sẽ ra hoa nhiều nha mọi người. Đó, nguyên về 250 nha mọi người. Cây lớn luôn nha mọi người. Đó. Hình 26, 250. Rồi, tiếp theo là hình 27, hình này là nguyên bản nha mọi người. Thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này thôi nha mọi người. Đó, ngoài tự nhiên mọc này, một cây quế xếp rất đẹp nha mọi người. Đây đang có một vò nụ, hai vò nụ nè. Đó, lòng dòng quế xếp lên rất đẹp nha mọi người. Đây xếp V nha mọi người. Đó, lá xếp V rất đẹp luôn. Đó. Thì nó bám tự nhiên thấy một cây lớn một cây bé này. Đấy. Đó, ngồi tự nhiên thì nó như vậy nha mọi người. Trên một cái cành như thế. Đó, này cũng thế nha mọi người. Đó, quá đẹp. Đó. Rồi, cái này thì ai không thích ghép chờ đợi lâu thì mua nguyên bản về chờ cũng được nha mọi người. Đấy, hình 27 200 cho cái nguyên bản lớn này. Đấy. Rồi tiếp theo là đánh một cái cây nữa. Đấy, hôm nay về cũng có một số cái bonsai quế trắng rất đẹp rồi. Đây cũng có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này, bốn ngọn nhưng mà và đang nụ hoa hết nha mọi người. Đây hoa rất dài này. Đó thì nó cũng gần bước vào mùa hoa rồi. Anh hoa thi nhau mà nở nha mọi người. Đó quá đẹp nha mọi người. Rồi nguyên cái dề của nó luôn. Đấy, ngoài tự nhiên thì nó trưng lên ngọn. Đấy. Rồi dề này thì 150 nha mọi người. 28, 150, dề 5 ngọn nha mọi người. Đây quá đẹp luôn, quế trắng tháng 8 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 29 nha mọi người. Hình 29 là hình 150 cho ba cây lớn nha mọi người. Những cái tác phẩm lớn này là xếp rất đẹp nha mọi người. Đó, quế này quế xếp nha mọi người. Xếp đó lên một nụ hoa này. Đó. Rồi tiếp theo cái số 2 này. Đó, cũng là một cây lớn xếp về rất đẹp nha mọi người. Đây nụ hoa rất dài nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó thì nó mọc mà tự nhiên nó đính lên như thế nha mọi người. Đó, ngọn cũng rất là ok luôn rồi. Đó. Nguyên rất đẹp, nguyên dễ rất đẹp, ba cây lớn nha mọi người. Đấy, ba cây lớn rất đẹp luôn. Đấy, dòng này thì dòng Vanda để gió này, nó ra rễ như thế này nha mọi người. Đấy, mọi người về trồng cái này thì nó ra hết rồi. Đấy. Rễ đầy luôn. Đấy. Rồi, hình số 29 150 nha mọi người cho ba cây. Rồi tiếp theo là đến hình số 30 150 cho bốn cây lớn nha mọi người. Đấy, xếp rất đẹp này. Đấy. Thì cái dòng này nó mọc ở cái rừng thảm thực bì, trên rừng nó cũng dày đấy, thì nó có các mũi lăn ấy. Cây này nó mọc ở dưới tán rừng này là nó thường có các mũi của nó bay xuống, nó dính đen đen như vậy đấy, mà chẳng sao hết, mà trồng ở vườn nó sẽ đẹp thôi đấy. Rồi đang nụ như vậy đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đó nó đẹp như vậy đấy. Và tiếp theo là cây số 3 này đấy, nó xếp rất đẹp như vậy. Rồi tiếp theo là cái số 4 nha mọi người. Đấy, 4 này. Đó. Rồi, 4 cây quế trắng nha mọi người. Đấy, 4 cây quế trắng rất đẹp luôn. Đấy. Hình 30, 150 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình 31 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 4 cây này. Rồi đây là cây đầu tiên này, xếp rất đẹp này, đang có nụ hoa nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đó, đang nụ hoa luôn. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đấy, đang nụ. Cũng đang nụ luôn nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này, đó 4 cây, em người về ghép vào trụ, vào chậu, vào lũa gì cũng được nhưng mà đấy, chơi tài phần 31, 100.000 cho 4 cây.
Tiếp theo là đánh hình số 32. 100.000 cho 5 cây nha mọi người. Đó. Ở đây là cây đầu tiên này, đó, cũng đang cái nụ rất là dài, phi nụ phi mã đó luôn. Đấy, một nè. Rồi tiếp theo về số 2 này, đó. Nguyên giá xếp này, đấy, về số 3 này. Đó. Rồi về số 4 này. Đó, xuống này, và hoa rất dài nha mọi người, nó không phụ thuộc vào cây nhỏ cái lớn nha mọi người. Đủ năng lượng thì nó sẽ ra hoa thôi. Đấy. Đây về rất dài luôn nha mọi người. Đó. Rồi, hay những năm trước nó cũng ra hoa này, 1 2 3 4 này, năm nay ra vòi hoa nữa nè, đấy. Những năm về trước nó đã có hoa rồi nha mọi người. Đấy, dòng quế rất là sai hoa, 32 100. Tiếp theo 33 nha mọi người, 100.000 cho 5 cây. Rồi, đây là cây đầu tiên này. Đó, này thì thế mẹ bồng con nha mọi người. Đó, mẹ bồng con này. Đó. Rồi tiếp theo cây số 2 này. Đó. Rồi, tiếp theo là cây số 3 này. Đấy. Rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy. Đang lên vào hoa rất dài này. Đấy. Hàng rừng này nhìn như thế này thôi nha mọi người. Mọi người trồng ở nhà này kia là nó thích nghi, nó bung ngọn lên là nó sẽ đẹp nha mọi người. Đó này. Đấy, nó có vấn đề thì nó lên ngọn mới thôi. Đó. Này đang lên một cái nụ hoa rất dễ này, nó bị khắp mất rồi. Đấy. Đây cũng có một nụ hoa nữa này. Đó. Rồi, 5 cây quế trắng này 100.000 nha mọi người, hình 33. Ít bữa nó bị đứt cái con đẹp lắm. À, hình tiếp theo là hình 34, 100.000 cho 7 cây nha mọi người. Đó. Rồi, đây là cây đầu tiên này, đó, đang lên một cái nụ hoa này. Đó. Rồi, tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Rồi, tiếp theo là cây số 3 này, đấy, đang có nụ hoa này. Đấy. Mọi người về xếp lại nó sẽ đẹp nha mọi người. Lá này lá vàng ươm luôn nha. Cây số 4 này. Đó. Cây số 5 này. Đó. Cây số 6 này. Đó. Cây số 7 này. Đó, 7 cây quế trắng nha mọi người. Nó nứt lên hai ngọn rất đẹp nha mọi người. Đấy, nhìn như thế thôi chứ mọi người về trồng nó nứt lên ầm ầm mà. Đấy. Rồi hình 34 nha mọi người. Đó là hình quế trắng 100.000 cho 7 cây. Đó là hình cuối cùng của ngày hôm nay nha mọi người. Một loại quế trắng hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi. Mọi người mua lan rừng thì có nhu cầu mà mua thêm sản phẩm trà dây rừng đấy, thì em bán kèm thôi nha mọi người. Đấy, mua một bì cũng được, em mua cùng lan thì em bán một bì cũng được nha mọi người. Đấy, mua về dùng thử, ví dụ mọi người dùng rồi thì mua thêm một bì hai bì em vẫn kèm lan thì vẫn bán bình thường. Đấy, còn cô chú nào anh chị nào mà chưa dùng mà muốn dùng thử em sẽ tặng một bì như thế này nha mọi người. Đấy, một bì 100g như thế này về dùng thử nha. Đấy. Mọi người chưa dùng thì mọi người nói em. Đấy, em sẽ gửi tặng, em không có tính tiền. Đấy. Còn cô chú anh chị nào mà dùng rồi thì có nhu cầu mua thêm thì em sẽ bán như thế này, một gói 20.000 cho 100g này. 100g rất nhiều nha mọi người. Đây, 100g này. Cái này em cho mọi người dễ đấy này. Đây 100g rất nhiều nha mọi người. Đấy, tại vì cái cây nó nhỏ, cọng nó nhỏ này nó được nhiều. Đấy. Thôi loại 200g là 40.000 nha mọi người. Đấy, 40.000. Bì cũng nó khá là to nha mọi người. Đấy, dùng khá là lâu đó. Đấy. Rồi tiếp theo là loại 500g nha mọi người, đấy 100.000, đấy bì cũng khá bự mập luôn nha mọi người. Đó, như hai bì như thế này 1 kg là đấy 10 bè biếu cho tặng này kia thứ là ok rồi này. Đó, hai bì này, đó có 200.000 em bao cước rồi mọi người. Đó, quá hay luôn, quá tiện lợi luôn. Đấy. Rồi. Nói chung là em ưu tiên cho khách mua lan trên cây của em từ xưa đến giờ nha mọi người. Đấy. Dạ rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Đấy, mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694 mọi người. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng và tin nhắn về để cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship 30k trên một đơn hàng, một đơn 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Rồi thì em sẽ nhận chè đấy, khi nào nó hết thì thôi nha mọi người. Không biết là hôm nay là có cặn hay không, vừa rồi một bao là cũng đi khá nhiều rồi. Bắt đầu đóng chiều đóng lan đóng đồ cũng chưa kịp, một số cô chú anh chị em chưa đóng mua chè không, em chưa đóng này mai em sẽ đóng tiếp đấy, tối nay em đóng và mai em đóng tiếp luôn nha cô chú anh chị, gửi về người dùng sớm nha. Đó thì chè rất là ngon nhưng mà rất thơm luôn đấy, cô chú anh chị dùng rồi là mê liền nha mọi người. Đấy, chè rất thơm, nhà em làm rất là kỹ càng nha mọi người, làm cái này nó không phải có kỹ thuật chứ không phải là không làm chơi đâu nha mọi người. Rồi đó là đấy, em đẩy lại. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh Ren Hoa Súc thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người.
Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng, hãy nhớ nhìn lan về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.